Good morning. Day older, deeper in debt. Feeling pretty old today. Xin chào các bạn. Hôm nay mình già thêm một tuổi. Buồn thêm một chút. Thứ năm rồi, lẹ quá. Biết bao giờ thì được đi vui, chơi vui vẻ. Cứ ở nhà hoài chán quá. It's Thursday. Kids going to school a little bit late today, so yeah, I got up, work online a little bit, and decided just to head out. So, my daughter is doing very well in school and been thinking about buying her a phone, so maybe I'll order it tomorrow for her. Not for myself, because I don't really need a new phone. Pretty soon my daughter's gonna go to college and she's gonna need a phone. Yeah. So I get to play around with it a little bit. When it comes, I guess. Con gái mình năm nay học lớp 12 rồi, cũng sắp đến vào đại học rồi. Nó học cũng rất là giỏi. Cho nên mình nghĩ mình nên thưởng cho nó cái iPhone 8. Ngày mai nó bắt đầu được đặt, chắc mình sẽ order một cái. Thì bác nó có cho tiền chút đỉnh để mua. Cho nên ok thôi, mình go ahead mình mua cho nó. Nó cũng không có đòi hỏi gì hết, nó chỉ nói muốn có cái phone để mà nó gọi thôi, thì mình cho cái phone cũ cũng được, nó cũng chịu nữa. Nhưng mà nó nói mình thầy thôi, để mình thưởng cho nó một cái đi, khuyến khích cho nó học giỏi. I wonder if gonna be a long line like it used to be. I remember I think I had a time off one time when I was purchasing iPhone 4. I stand in line, got up early, stand in line, and I thought I would be like ahead of everyone's, but when I got there, it was about 1,000 feet line, long line. So I got in line, waited a little bit, and then they bring in our water, coffee, pizzas, and snacks. And I'm like, oh man, this is cool. So I'm drinking a lot of coffee. 2 hours later, then I'm like, oh shoot. Coffee make you want to go to the bathroom bad. And I only go by myself, so nobody else can keep my place. Oh my god, it was not very fun. But then I hold out and not drinking anymore, and stood there for I think it was 4.5 hours. I got through it.
rush to the bathroom. I would never do that again. But it was fun. Nhớ hồi lúc cái iPhone 4 nó ra đó, mình được nghỉ mấy ngày, cái mình nói thôi để mình đi sắp hàng mua. Ra đó sớm lắm, mình tưởng là chắc mình cũng có chừng mấy chục người đứng trước mình thôi. Ai ngờ đâu có khoảng 300 mét người ta đứng sắp hàng. Nên thôi lỡ rồi mình cũng đứng luôn. Xong cái họ mang bánh trái ra, pizza rồi coffee, Starbucks rồi đỏ lắm. Phát ra cho người ta uống, nói Apple này rất là tốt nha. Giỏi. Đem bánh trái, đem đủ thứ ra cho ăn rồi cho uống. Mình đứng mình uống cà phê cho đã, hơi 2 tiếng đồng hồ sau bắt đầu ui da, toilet đau mắt rồi chết rồi. Nhưng mà mình không dám bỏ đi, tại vì mình đi có một mình bỏ nó thì coi như mình bỏ cuộc rồi. Mình đã có 2 tiếng đồng hồ rồi, mình chịu đựng luôn. Chờ như cũng 4 tiếng rưỡi thì phải. Vô cầm cái iPhone mà chạy ra tìm toilet liền. Ôi giời ơi. Trong đời làm thử một lần cho biết mà, vui. Nhưng mà giờ khi mình làm thì bây giờ có iPhone mà nó có tốt đến nỗi mà sáng mỗi sáng nó phục vụ mình ăn sáng rồi nọ rồi mình cũng không thèm đứng xếp hàng nữa. Ok. Nói chuyện tám tùm lum tà la thôi, giờ tới nơi rước mấy nhỏ nữa. Bye nha các bạn. Ok, I'll talk to you guys later. What's going on with me? Keep losing my car. I can't find my ATM cards. I have to go find it as soon as I can stop. Okay. So I stop here to get some coffee and some pastry. Mình vô đây mua ly cà phê nhỏ với mấy cái bánh cho nó nhỏ. Cái thẻ ATM đâu mất tiêu không biết tự nhiên. Đi Việt Nam chơi á, mình
thấy người ta rút ATM ATM chứ. Thì mình đi chơi không biết nhà băng bên Mỹ này nó chạc tiền phí nhiều lắm. Mà nghe nói có một cái nhà băng nào đó mình đi đâu mình rút cũng không có tốn tiền, mình phải mở cái trước khi về Việt Nam lần sau mình sẽ mở nó. Tại vì đi Việt Nam chơi rút dễ dễ hơn. Where's my birthday kisses? You don't even say happy birthday to your dad, Justin. Sad. Danny. And off they go. Bye. Mỗi thứ năm mấy đứa học chỉ có từ 11 giờ cho tới 3 giờ thôi. Học có nửa ngày. Ngày thường thì từ 8 giờ cho tới 3 giờ. Yeah, today is short week, short day for the kids. Every other Thursday. Now I get to go home. Bữa nay trời sáng sủa có mây nhưng mà nó không có nóng lắm. Nice and cool day. Just in time for the weekends. I'm probably gonna clean up the barbecue this weekend and put it away. The raining season coming. Mình sẽ chắc dọn dẹp cái lò nướng của mình cất đi tại vì sắp mưa tới. Chờ cho tới mùa xuân năm sau bày ra lấy để nướng tiếp. Việt Nam lúc này không biết mấy người người ta còn chạy qua Singapore, mấy người có tiền chạy qua Singapore mua iPhone đem về Việt Nam. Nhiều người có tiền dám bỏ tiền ra mua cái iPhone mắc dễ sợ 1.000 đồng mà không biết cái
Người nào đem về đầu tiên chắc bán mắc dữ, gấp đôi không? Turkey Insight con gà lòi. Ngày nào không gặp mấy con gà lòi là ngày đó mình hơi buồn. Lúc trước có gặp mấy con nai xuống tới đây luôn đó, nhưng mà chưa thấy, mấy lúc này không thấy. Mấy con nai thì nó nhát hơn mấy con gà lòi. Mới đi về kiếm đồ ăn, mấy cái trái thanh long mà đây nhìn thấy muốn khóc không? Thấy nó héo queo. Mình có chuối nè, có mít nè. Này bánh trung thu này đem Việt Nam về mà tuần rồi nè, phải ăn lẹ lẹ thôi nó hư. Bánh trung thu này ở bên Mỹ. Bánh trung thu Mỹ, bánh trung thu Việt Nam. Cái bánh này cũng ở Việt Nam đem về. I have a lot of leftover food here. Got jackfruit, bananas, dragon fruit, but doesn't look like a dragon. It looks maybe like a prune. They got some moon cakes. One from Vietnam, one from here. So we'll see which is tastes better. I got my coffee, got cafe. Yep, I'm gonna have some snacks. And then cắt thử trái thanh long ra. I'm gonna cut this dragon fruit here. Looks small. Yeah. Very small. And I'll scoop out. Mình ăn giống vậy nè. Đặc nhất cái trái đỏ nhìn ngon hơn. The red variety is much better, I think. It got absolutely no taste. No sweetness. Ở Việt Nam, ở trong hotel, nó cho ăn mấy trái cũng ngọt. Cái này không ngọt gì hết. Dở quá. No good. So the jackfruit. Ăn thử mít. Cái mùi nó hơi cũ và mua mấy ngày à, để nó cái mùi nó hơi thủm thủm. Mũ không à. Ok, I'm gonna clean out the inside. Hopefully it's focus on it. Trái này ngon. Ngon. Sweet. This one no good. Thanh long dở quá. Mít ngon hơn nhiều.
Ở đây mình ăn trái cây ăn ướp lạnh quen rồi, về Việt Nam ăn ăn trái cây tươi nhưng mà không có ướp lạnh á, mình thấy cũng không thích lắm. Bỏ tủ lạnh rồi cho nó lạnh lạnh ăn nó đã hơn. Với lại về Việt Nam thấy người ta mời uống nước lạnh á, nó nguội ngắt là uống mình khó chịu quá. This jackfruit is small, but it's okay. It tastes pretty, oh, decent. What next? Ăn cái gì nữa đây? Ăn được từ Việt Nam. Ồ, có cắt sẵn rồi. Bánh này nhân đậu xanh, ví dụ. This mung beans moon cakes. There's no eggs. Ngọt ngọt. It's okay, not the best. Để ăn thử cái của bên Mỹ nha. Cái gì rồi là của Việt Nam đem về, cái này của bên Mỹ. Này mình mua có cái trứng. Chứ mua nhiều quên mất rồi, như 6 đồng cái bánh này thì bánh mất á. Bạn biết không, trứng vịt muối ở bên đây này sao ăn nó không có ngon bằng ở Việt Nam, nó không có béo béo, dở lắm. Việt Nam mình ăn cháo trắng với hột vịt muối rồi gì ngon á, chỗ này I don't know which one's better, the Vietnam or the one that made here in San Francisco. Ăn cái nào thấy nó cũng giống vậy. I said I'm not sure what else to want to eat. Wash it down with some coffee. And that's it, my snacks. Cái Việt Nam với cái bên Mỹ nó cũng ngọt vừa vừa ở nhau không có, nhưng mà như cái của Việt Nam nó hơi dẻo dẻo một chút. Mình cho hai cái nó bằng nhau. Không biết cái nào ngon hơn. Ok, xin chào các bạn. Thank you for watching.